Hello, xin chào tất cả mọi người nhé, đã đến với kênh Lâm Ngọc Vlog. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi kênh của mình nhé. Lời đầu tiên mình sẽ chúc cả nhà nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài nha cả nhà. Hôm nay mình sẽ làm món lòng heo xào dưa chua nha cả nhà. Dưa chua cũng gọi là cải chua nha cả nhà. Đây mình mua lòng heo về sẵn nha cả nhà. Đây, lòng heo mình cũng đã mua về sẵn khúc ít và lòng heo mọi thứ nha cả nhà. Và dưa chua. Dưa chua còn gọi là cải chua nha cả nhà. Đây. Và hành lá, sử dụng hành lá nha cả nhà, với rau sống, rau sống để mình bỏ lên xíu, mình bỏ lên mặt nó thơm nha cả nhà. Sử dụng hai cái tỏi, ba trái ớt nha cả nhà. Còn rau quỳ mình cần dùng đến để xào được một món lòng heo xào dưa chua. Mình cả nhà thích món này hãy cho mình một like và một lượt đăng ký và chia sẻ đến bạn bè mọi người cùng xem cho vui nha cả nhà. Đây hôm nay mời cả nhà vô bếp cũng nấu được một món lòng heo xào dưa chua cho mình để ăn chung với cơm nha cả nhà, rất là ngon nha. Món này nhiều người yêu thích lắm á, ngon. Tôi sẽ chào như thế này nha, rồi mình sẽ cho miếng dầu vô để mình tao cay chua cho nó chung với tỏi cho nó thơm nha cả nhà. Để cho miếng dầu ăn vô đây, tỏi nha, đó mình sẽ tao tỏi cho nó vàng vàng nha cả nhà. Cái công đoạn mình xào cải chua để với tỏi cho nó thơm thôi. Đây cái nhà đây, nó bắt đầu mình sẽ cho phần dưa chua này vô nha. Rồi ra xào lại chung với tỏi nha, cho nó thơm. Sơ qua cho nó thơm nha cả nhà. Người phần cái chua mình cũng đã xào xong rồi cả nhà, bắt đầu sẽ cho nó ra dĩa nha, cho ra dĩa nha cả nhà. Ra dĩa nha cả nhà, xào sẵn rồi. Bắt đầu mình tiến hành mình sử dụng cái chảo này rồi á, mình xào phần lòng heo nha cả nhà. Cái chảo bắt đầu sẽ miếng dầu ăn vô tiếp. Đây và phần tỏi tiếp nha các nhà. Xào cho đều để tỏi nó vàng lên nó thơm nha các nhà. Đây, cách chia sẻ làm lòng heo xào dưa chua rất đơn giản mà ngon, cực kỳ ngon nha các nhà. Để cho nó vàng là mình sẽ cho phần lòng heo này vô. Xào qua xào đều với tỏi cũng thơm nha cả nhà. Xào qua xào lại cho tỏi với đồ ăn thấm vào lòng heo nó thơm. Rồi bắt đầu mình sẽ nêm nếm nha cả nhà. Nếm lòng heo nha. Đây mình sẽ cho muối. Cho muối vô nha cả nhà. Wow, nó xin ngon. Nó xin ngon như thế nhỉ. Đây, đó. Và là tắt nước mắm. Rồi cho nó thơm. Đó. Đó. Mình sẽ trộn lên cho nó thấm gia vị đều vô lòng heo. Ngon rất đơn giản như thế nhỉ. Để cho nó thấm vào lòng heo nha cả nhà. Đó. Sôi lên mình sẽ bỏ dưa chua vô nhé. Nhà sôi lên nha cả nhà. Để bắt đầu mình sẽ cho phần dưa chua lên nha. Đây cả nhà, đó mình sẽ cho vô hết rồi. Sẽ trộn đều lên nha mọi người. Còn quay còn lại cho nó đều cho nó ngon nha các bạn. Nha. Nó ngon.
sôi xíu mình cho phần hành lá vô nha cả nhà. Ai cũng đã sôi lên nha, được phần hành lá cả nhà, lá nha, cho lên một luôn nha cả nhà. Đó. Thơm ngon. Nhà thấy không? Ngon được quá chưa? Rồi chút xíu nữa tắt bếp luôn nhé, cả nhà. Mình sẽ một cho một miếng lau ghế lên nha. Lau ghế lên mặt. Thơm. Cả nhà, ghế đấy. Thế là hoàn thành được món gỏi sò cà chua nha cả nhà. Mình sẽ cho miếng ướp sắt lên cả nhà nha, cho nó có vị cay nha cả nhà. Đó. Mình sẽ tắt bếp nha mọi người. Chín rồi cả nhà, ngon quá. Trong lúc nó siêu cay nó ngon tuyệt vời cả nhà. Đó. Quá ngon nha cả nhà. Mình sẽ mời mọi người cùng ăn lẩu heo xào cà chua chung với cơm với mình nha cả nhà. Cả nhà nhớ xem hết video cho mình một like nha, mình có động lực làm clip tiếp theo nha cả nhà. Nhớ xem hết video của mình nha. Lúc 9 giờ cả nhà mình dọn xuống, mời cả nhà cùng ăn lẩu heo xào với chua với mình nha, và rau sống kẹp nha cả nhà. Đây, trong nước mắm siêu cay nha cả nhà. Nhà mời cả nhà nha. Đây, mời cả nhà miếng lòng nha cả nhà. Ngon nha. Nước mắm này. À, thêm miếng chua chua nha cả nhà. Đó. Mời cả nhà, mời cả nhà nha. Quá ngon. Mời cả nhà nha. Đó, đau quế nè. Mình sẽ kết thúc video tại đây nha cả nhà. Hẹn gặp nhà trong clip tiếp theo nha.